bênh Hoàng gia Anh, giới dân chủ phủ nhận giá trị của dân chủ Cộng hòa. Tình yêu của các nhà dân chủ người Việt đối với Hoàng gia Anh quả thực vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Để bênh vực chế độ quân chủ Anh, họ đang phản bội tất cả những lý tưởng dân chủ nhân quyền mà họ từng tuyên bố. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, trang BBC Tiếng Việt đã đăng một bài viết gửi bởi Thôi Nguyễn, một nhà dân chửi đang sống ở Anh. Bài này có nhan đề Anh cần giữ chế độ quân chủ vì tương lai đất nước. Trong bài này, Thôi Nguyễn tuyên bố rằng luôn trung thành với hoàng gia Anh và mong nước Anh giữ được chế độ quân chủ hiện nay, đối với lý tưởng tự xưng của giới dân chủ là dân chủ và nhân quyền, quan điểm này xem ra thật lạ lẫm. Nhưng sự phản bội lý tưởng này không phải là hiểu lầm mà là hiện thực. Trong bài viết, Thôi Nguyễn đã công khai phủ nhận các ưu điểm của chế độ cộng hòa đa đảng và các cuộc bầu cử tự do. Bài viết có đoạn: Có một số nhà hoạt động đã phản đối hoàng gia Anh, cho rằng nước Anh nên đổi thành hệ thống cộng hòa. Tuy nhiên, tôi hoài nghi về việc chuyển thể chế chính trị thành một nước Cộng Hòa vì Anh có một lịch sử vương triều lâu đời. Chưa kể, dưới hình thức Cộng Hòa, các nhiệm kỳ Tổng thống thường rất tốn kém. Ví dụ như các chuyến đi công du của Tổng thống Pháp có tương đương 103,5 triệu bảng Anh hay Tổng thống Ý tốn kém gần khoảng 193 triệu bảng Anh mỗi năm. Ngoài ra, cần phải nói về tính ổn định của hệ thống. Nền Cộng Hòa mới lập thường dễ bị lung lay, các chính phủ lên rồi xuống, thậm chí có thể bị lật đổ, còn chế độ quân chủ thường là ổn định và tồn tại lâu hơn. Về danh nghĩa, các chính trị gia chỉ đại diện cho đảng của họ trong nước Cộng Hòa, còn nữ hoàng Elizabeth là một nhân vật đã đảm bảo sự ổn định chính trị cho đất nước Anh hơn mấy thập niên qua. Các quốc gia có chế độ quân chủ ít tham nhũng, đáng tin cậy hơn cho mắt người dân. Đã từ lâu, các chính trị gia được xem là người không tin cậy vì họ hứa xuông trước một cuộc bầu cử và khi đã nắm quyền lực trong tay, họ thường thất hứa sau đó. Năm 2017, trong bài phân tích sâu sắc trên tạp chí Hội nghiên cứu các ngành kinh tế, hai nhà nghiên cứu Andrea Berg và Kristen Bidokov nhận rằng lòng tin xã hội của người dân vào thể chế có hoàng gia sẽ cao hơn đối với các chế độ Cộng hòa vì tội phạm và tham nhũng thấp hơn. Ta phải nghĩ sao về ý kiến của Thôi Nguyễn? Trước tiên, thiền cận khi cho rằng hoàng gia Anh không tước đoạt của ai vì họ đang sống bằng tiền của mình thay vì ăn ngân sách. Trong thực tế, khối tài sản đang nuôi sống hoàng gia Anh hiện nay là tài sản mà tổ tiên họ đã tước đoạt từ những người Anh cùng những người dân thuộc địa bằng vũ lực. Họ đã tạo nên tài sản đó không phải bằng cách kinh doanh hay sản xuất mà bằng cách chiếm đất, giết người, tra tấn, đàn áp, những biện pháp mà người thời nay xem là dã man và phi nhân và để hợp thức hóa số tài sản này, sao cho người dân không xem đó là của gian họ đã nuôi một bộ máy truyền thông khổng lồ để tô hồng cho họ. Giờ đây, chẳng mấy ai hiểu rằng họ lẽ ra nên đền bù cho những thuộc địa từng bị tước đoạt thay vì sống xa hoa cả đời mà không phải làm việc nhờ lợi tức từ số của cải kiếm được bằng cách ăn cướp. Thứ hai, khi nói rằng những nước đã quen về chế độ quân chủ thì không nên chuyển sang quân chủ hoàn toàn, Thôi Nguyễn đã nằm ngửa nhổ ngược. Sẽ thế nào nếu người Trung Quốc nói rằng họ đã quen với chế độ quân chủ trong hầu hết lịch sử, nên họ cần một lãnh đạo cầm quyền cả đời như vua? Các nhà dân chửi sẽ công kích hay ủng hộ quyết định này. Nếu họ chọn công kích thì vì sao họ đối xử với nước Anh theo một cách khác? Thứ ba, bằng những lập luận vừa nêu, Thôi Nguyễn đã phủ nhận toàn bộ lý tưởng dân chủ đa đảng. Cần nhớ rằng nền dân chủ của Mỹ ra đời khi những người dân thuộc địa chống lại Hoàng gia Anh để đòi bầu cử tự do. Nền dân chủ Pháp ra đời khi người dân Pháp chặt đầu Hoàng gia để đòi bầu cử tự do. Trong mắt Thôi Nguyễn, những nỗ lực như vậy xem ra chỉ là một sự dại dột. Thòi Nguyễn không phải là trường hợp cá biệt trong giới dân chửi. Lúc này, băng đảng của Việt Tân cũng đang vẫy đuôi hưởng ứng những tuyên bố trung thành với Hoàng gia Anh. Nếu các nhà dân chửi có lật đổ được chế độ, có lẽ họ cũng sẽ chỉ dựng lên một chế độ phong kiến trái hình mới mà thôi. Để thấy điều này, chỉ cần xem dòng họ hoàng cơ kiểm soát băng đảng Việt Tân lâu thế nào, hoặc xem mức tôn thờ mà các nhà dân chửi dành cho thần tượng nhọ nhem là ông Ngô Đình Diệm.